Ê, chào cả nhà, đã quay lại của Tính Cali. Thì bữa nay mình muốn sẵn đây mình có dịp để chia sẻ các bạn luôn là ở Mỹ đi giặt đồ như thế nào. Thì mình sẵn dịp đây mình cũng lấy những cái mền của nhà mình đi giặt, những cái áo miếng bôi mình giặt thử cho các bạn coi nha. Thì ở máy bự này, ở tiệm này, miếng máy này á nó rất là bự, giặt rất là sạch, ok. Thì coi cách giặt mình như thế nào chia sẻ các bạn nha. Cảm ơn các bạn, vô nha. Đây những cái máy giặt các bạn, mình đi giặt những cái máy bự. Cái máy này như là 7 đồng 75 sen. Ok. Đó, còn những cái máy nhỏ bên này mình khi gọi 6 đồng. Đâu, máy rất là bự to, giặt rất là sạch các bạn. Đấy, giờ mình đi đổi tiền. Cứ giặt thì các bạn đi phải đổi tiền. Đây đổi tiền. Đổi tiền vô. Đổi. Hãy đổi tờ 25 sen đấy được. Tiền nhảy đây. Tiền xuống đây nè. Đó, tiền xuống đây nè. Đổi ra nè. Thấy không? Đó, tiền này. Đó, xuống nữa. Đổi từng lần giặt kia nhầm khi đổi cho 20 bạc nữa. Nè, cầm tiền đi. Tôi bỏ tiền túi đi. Okay. Rồi bỏ tiền túi hồi đây. Đang lấy tiền bỏ túi. Đó. Còn bao lâu? No no. Yeah, give me. Ok, đi đây. Ok. Còn nhiều lắm, những cái máy nhỏ này các bạn có thể giặt coi máy nhỏ này không? Đó, đây là máy nhỏ. Đó, máy nhỏ thì nó giặt rẻ hơn 2 đồng mấy, 3 đồng 75. Như cái nháy này là 3 đồng 75 người ta đang giặt các bạn. Ok, giờ mình đi vào bỏ giặt mền, mình lấy mền bự, cái này mình bỏ vô cái mền máy bự giặt các bạn. Đó, mấy cái mền như kia mình giục ở đây nè, mình bỏ vô lại. Ok. Mình lót nó lại. Nó lót vậy, bắt đầu lấy tiền cái mình bỏ đây. À cầm đây cho bao có tiền. Không bỏ tới 7 đồng, thì bông thì đổi như này. Mình bỏ vô đây còn 25 cent xong mới bỏ vô. Ok. À bỏ đây nè. Ok bỏ vô đi, bỏ vô đi. Mình bỏ vô á. Mình bỏ vô đây. Ok, cầm tiền bỏ vô đây. Mà lấy cho bông. Rồi bỏ cho nó nhanh. Rồi đông cái đô la rồi. Đó, mình bỏ vô đây nhiều quá à. Thì ở đây nó có những cái hot, nóng vừa lạnh khô, mình muốn chọn là mình bấm warm thôi. Ok. Đó. Bỏ vậy một lần giặt vậy đó. Xong mình bỏ nó vô cỡ còn 25 sen phan nó bỏ, mình để đổi xe bông mình vô, mình đi bấm nha. Đó, còn 25 sen vậy nè. Đó, các bạn đừng có bấm. Nghe giờ mình đổi xe bông trên này. Trên này để nè, nó có hết rồi nè, không? Xe bông nè. Rồi dầu thơm này, shop nè, dầu thơm nè, ok. Flip là đầu ấy nè, không? Rồi một cái đây nó có những cái lỗ gì các bạn thấy không? Đó, nó vậy. Ok, mình đổi xe bông trên đây. Mình đổi nó nở 5 cái lần, thì nó bự quá. Đổi cho bọn cho 5 ly ra. 5 ly rồi. Đó.
ở đây nè, đó một ly. Đây. Yep. Hai ly. Ba ly. Bốn ly. Tại cái máy này lớn bự lắm. Phải mỗi khi bông bao nhiêu thì nó sạch 5 ly đó. À. Ok 5 ly. Cái cuối. Yeah, ok quay cuối. Ngoan bỏ vô. Ok go, bỏ đây nè. Ngoan do it. Go, put it in. Ok, bấm đi. Bấm đây nè. Slack. Ờ bấm start, yeah. Ok, lock máy. Đó, nước nó chạy đây nè, thấy không? Đó, ngon như này không? Thấy không? Đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nó chạy không? Thì xong cái dầu thô của mình nó để đây. Rồi nó tự động nó sẽ hút cái giặt xong nó tự động ấy luôn. Cái dầu thô á, bây giờ bỏ dầu thô. Đây, cầm lên đây ba. Nó tóm đây. Đây dầu thơm đó các bạn. Thấy dầu thơm không? À, bỏ cái dầu thơm này đó, bỏ cho nó thơm và nó mùi cái thơm mùi rồi cho cái quần áo mình nó mềm đó. Ở đây. Ok. Đó, đổ cái này vậy ta đừng làm thấy không? Cái ngồi tự động nữa nó giặt nó tự động nó hút xuống hết các bạn. Ok. Máy tự động đó, thấy nó giặt không? Rồi xong mình giặt xong rồi đó. Ok, mình giặt bên này xong rồi đó thì nó để trên này nè, hai mình giặt 23 phút rồi xong. Xong rồi mình đi qua bên những cái máy bên này, máy sấy bên này, thấy không? Đó, máy sấy đây nè. Thì một lần sấy gì á mình bỏ vô 25 đồng 25 cent. Thì những cái đồ quần, cái mền mình sấy gì mình chắc cũng phải tốn khoảng 1.5 đồng nha các bạn, 2 đồng. Đấy. Để không mình sấy. Đấy. Đó, cái máy nó giặt cái gì đó bạn. Nó giặt rồi xong nó xả nó giặt. Ok. Máy những cái máy tiệm gì đó nó rất là tốt. Giặt rất là tốt. Ok. Dạ các bạn. Mình ở đây thấy file nào ở đây máy giặt ở đây nó có số cảo nè. Wow, 20, 30. À, à. Cào các bạn. Cào này, cào 5 số 3, 3 số 7 nè. Ồ, có một cào nha. Thì mình chơi, mình bỏ vô thử bên cào trước đây các bạn. Lấy 5 đồng vô đây bỏ cái cào cái nè. Cầm đi ba, cầm đi ba. Ha. Ở Mỹ đi đâu cũng có cào bạc hết. Bây giờ mình chọn số 7 đi, Super 7 đi. À, Super 7, Super 7 mắc kỳ hơn. Đây là số cạo em bạn. Đó, Super 7, 5 đồng. Ở đây có 5 đồng, 3 đồng. Số cạo 5 đồng, 3 đồng. 2 đồng. 10 đồng nữa nè, thấy không? Và 20 đồng nè bạn nè. Mình chọn số 7, yeah, get 7. Đó, 7 có lucky không? Thì những cái máy ở đây á nó có bán xịt bông này đầy đủ rồi các bạn. Đây nè, máy dây giặt. Yeah, đi thì mình đi qua bên kia. Không, ở đây nó có bán đủ cái xịt bông. Ok, let's go. Cái chắc là bò. Ok. Want cookie? I want one dollar. Amy said cookie. Ok, go get a cookie. No, no cookie. Ok. So, $1, only $1. Ok, tao yeah, dollar. Yeah. Hold it. I'll buy Cordoba. No, oh yeah, I have dollar over here. Hold on. Okay. We should buy Cordoba. Okay. Bỏ vô đi. That's okay. I need a quarter. B2. B2.
No, be one. Oh. You want that cookie? Be one, you're not be two. You pick the wrong one. Oh, it's you. Okay, get me two, okay. Hey. Let's go. Come on, come on, come on, hit it. Ấy à, bây giờ mình có số 7 cậu, bây giờ mình đi qua cái bây giờ đang giặt. Khoan, bây giờ cái máy đang giặt. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia. Qua chắc là bác mua đồ ăn của Mỹ, hamburger của Mỹ. Thì đang chờ đợi thì mình đi qua anh bển luôn rồi, coi cậu số coi có trúng gì không. À. Go. Đó, chắc là bác qua đó kìa. Đó, chắc là bác đây đây. Ok. Đây mình vô đây ngồi đang chặt đồ chờ đồ thì đi qua đây chờ viên bôi đang vào này curly fry nè, cái này onion ring nè, cheese stick nè, chicken sandwich nè, chicken nugget nè, thấy không? Đó, đây này giờ mình ngồi đây. Ok, Coca Cola, giờ mình ngồi cạo số mà con cạo coi số nó ra như thế nào đây. No, con này con được cạo này, ba cạo. Ngồi ăn đi. Ok. Rồi. Cái số này là cái số thắng của mình ở đây nè. Ok. Này. Đó, có 2 số. 3 số. Cái này này lần thứ 2 mình cạo không rành nữa. Đó. Ok. Giờ mình cạo mấy cái số này. Đấy, có thể thắng nhiêu đây nè các bạn, thắng được 20 ngàn. Ok, it's time to win. Mình cạo mấy số nữa coi. Vừa đi giặt đồ mà vừa cạo số nữa. Mình được cái gì không? À, không có số của mình. 44 gì? Ồ, 14, phải tìm 42, 28. Trộn cái chừng đỏ ấy lên. Ngồi ăn đi con. Ồ, không có số luôn. 31. Ồ. 28. Số 8. Ồ, có số 28 lên nè. Đây các bạn, số 28. Ồ, số 28. Đây, 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 thấy không? 28. Đó, có số 28 lên này đó. Ok. 28. 28 là trúng gì? 28 đây. Các bạn nghĩ có trúng gì đây không? Trúng được 20 ngàn không? Hả? Come on, come on, come on, let's see. Show me the love, show me the love, show me the love. Oh. What happened? Chúng được 10 đồng. Win 10 bucks. Thấy không? Oh, chúng được 10 đồng quá, thấy không? Số trên này mình có 4, 5 con, 1, 2, 3, 4, 5. Không, chúng được 10 đồng mà. Không có lỗ, đi giặt đồ không có lỗ. Money, you get 42. Mm-hmm. That's $500? $10, $10 only. Mm. It's only what you get once. Oh, 30, 33, 32. Chứ 11. Đến. Cái này gì nữa? Oh, 20 mấy, 24. Oh, 37, chút xíu nó 33 rồi. Ơi, không có, chúng mình còn cái này bôn nè, cái này chói số mấy. Oh, bôn nè. Bôn nè, mình thêm con số nữa là 53 các bạn. Trong này có 53 mình không? Không có 53. Rồi, nếu mà chúng còn mấy số như này nè. Trên này, mình có số trên này phải giống trên này. Bắt đầu mình đây nè. Có được số 28 đây, 28 đây thấy không? Chúng được 10 đồng. Mua 5 đồng chúng 10 đồng, không tệ các bạn ơi. Ok. Một ngày đi giặt đồ. Thấy không? Một ngày đi giặt đồ và một ngày đi đi cạo giấy số. Bởi vì ở Mỹ đi đâu cũng có cờ bạc hết á. Sướng là thế nào á, ở Mỹ sống đi cầm tối ngày có đi đâu cũng có cờ bạc. Ok, giờ tới đây mình miếng bôi mình đang đây chấm dứt đây. Cạo số nha các bạn. Mình quay lại cho lại đi giặt đồ. Cái này nãy mình nói sai các bạn ơi, mình thắng được 20. Con số 13. Đây nè. Mình thắng 10 đồng. Ok, còn số 28 nữa, 10 đồng nữa là hai cái 20 nha các bạn. Ồ, nãy nó sai men. Đây là do đây mình dò cho các bạn coi nè. Cái máy này nè. Không. Đây mình scan vô đây. Nó scan này. Đấy, xong rồi nói, không, thắng được 20 bạc phải không? Ok.
đó đây các bạn, mình bỏ vô đây nè. Ok, bỏ đây mình sấy khô. Thì trước khi bỏ vô của mình phải bỏ những cái đồ thơm này nè. Đó, những cái lá thơm cái gì nè. Làm gì? Cho thơm những cái mền á. Thế, bỏ vô. Bỏ vô cỡ 6 7 miếng vậy đó. Ok. Mình bỏ càng nhiều thì càng thơm thôi các bạn, không gì hết. Ok. Đấy. Trong đó. Rồi cái máy này nằm ở trên, thấy không? Cái máy kia nằm dưới thì nó phải chỉ lên như nào, phải trên này nè. Phải bấm hot như nè. Ok, bấm start thì bắt đầu nó quay. Đó, mình sẽ bỏ vô một cái gì 25 cent. Thì bỏ nó 20 phút đi. Đó, bỏ 25 phút các bạn. Ok, 25 phút. Ok. Thì sau đó mình chờ đợi nha. Mình bỏ cái máy dưới này nữa. Máy nó sấy giống vậy đó các bạn. Thì sấy cỡ tới 24 phút, nếu mà nó không khô thì mình bỏ thêm 25 cent vô nữa. Ok. Đó, vậy thôi. Ok các bạn. Thì cũng tới đây cũng cảm ơn các bạn chia sẻ một cái video này đi đi giặt đồ áo Mỹ biết thế nào. Và cái đầu tiên, cái thứ hai đó là gì? Cạo số các bạn rất là vui. Ok. Mình cũng được may mắn cạo xuống được 10 đồng. Ok các bạn. Hẹn các bạn một cái clip sau nha. Bye bye.